không khoe thì thôi, một khi đã khoe dáng, su boy không ngán mỹ nhân việc nào cả. Có một quy luật ngầm ở Vbiz là cứ đến hè thì nhất định hội sau nữ phải ít nhất một lần đăng ảnh mặc bikini mới thỏa lòng. Mới đây nhất là su boy, dù cựu huấn luyện viên rác Việt gia nhập đường đua khoe dáng với bikini hơi muộn. Không khó để đoán được những bức ảnh này đã chụp được một thời gian. Đến bây giờ có lẽ vì mãi ở nhà chống dịch nên cô nàng nhớ quá mới lấy ra chia sẻ lại với người hâm mộ. Hiếm khi thấy su boy khoe dáng nhưng một khi nàng rapper đã cởi chắc chắn sexy không thua kém ai. Phải thừa nhận rằng su Boy được trời cho kiểu body mà chị em hằng mơ ước, tay chân thanh mảnh nhưng điện nước đầy đủ, đặc biệt là vòng 3 căng đầy sexy cực lem, trong khi vòng 2 thì thon gọn cực.